Đói bụng rồi Phúc. Tâm này thì nó sẽ đau rồi đấy, vậy thì kiểm tra lại em chắc em có biết là đây cũng là thành phần nào không không xa nào đơn giản mà mới xa đại thế đó còn chờ ta mở thêm cái hộp nữa này cái hộp cho em để cho em làm rồi em cứ tím tiền em đè ra em lấy tiền em chờ ai kêu em làm là em đưa tiền đây. Nhất là công Phúc, Phúc là bị nặng, còn Hằng nữa, nói chung con mồm bị cuối tháng nó trích cái lương nó ra được đó, một ngày tôi bước chân nửa người là đủ rồi, đúng rồi, chị Loan nữa. Chị Loan là ông Phúc ngủ ổn hết rồi. Người nhỏ rồi đó nhưng mà lực không, ý là nói chuyện người khác làm chứ không phải có lực nè, không có
có lực là không làm được đâu. Tâm là mấy năm, là 2 năm rồi Tâm. Ừ, nó giờ chờ hầm mở kiểu nó nhiều á. Ta về phòng tim ta cho thêm trị liệu. Nó giờ anh dùng mắt sắc luôn. Đúng rồi, em làm nội nhẫn vào đây thì biết học biết rồi. Thế tại vì nghề nó vẫn ok mà đúng không? Nghề nó vẫn ok, đông khách, hiệu quả. Ừ. Làm cũng tốt, nhưng mà cái sức của bản thân mình á, không có phù hợp. Đúng. Mình tự suy nghĩ chứ, mình nghĩ là mình không có thể đi đường dài. Đi, đúng rồi. Nên phải tìm tìm cái gì đó, phù hợp với lực của mình á, để mình có thể đi đường dài với nó. Bữa đó em mới nhảy. Đốt thiền nữa chứ. Chứ thật ra cũng đúng rồi, tại vì em làm đang làm ok mà. Đúng rồi, học bao nhiêu năm tháng rồi làm ok, phải chấp nhận lúc thì mình được chọn lại, chèo một con thuyền nhỏ khác vừa sức mình thôi để mình đi xa hơn. Ngọn nến kiểu như là nó nhỏ nhỏ nhỏ. Lỗ lòng nào không coi. Ngọn nến không tròn. Măng nát 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 này. Không phúc. Khách đông không ạ?